dẫn đường dây niềm. Đệ tử con xin gửi ngàn lời ca, ơn thánh tổ, ơn chư ni, như người con gái mang dòng họ thiết ca. Khoác lên thân mình tâm y giải thoát, chuyến lòng biết đạo vào đời, phổ độ chúng sanh nương theo chánh pháp. Phương chúng con về đây, tâm thành nguyện kính một đời báo ân, dâng lên tâm hương chúng con phát nguyện, tiến tu đạo nghiệp đáp đền ân sâu. Thánh hồ Kiều Đàm Di, vượt núi băng rừng xa chi hiểm nguy, thương nhớ ơn người khơi nguồn bát nhã, từ bi tín độ dẫn đường dây niềm. Đệ tử con xin gửi ngàn lời ca, ơn thánh tổ, ơn chư ni, như người con gái mang dòng họ thiết ca. Khoác lên thân mình tâm y giải thoát, thuyết lòng đem đạo vào đời, phổ độ chúng sanh nương theo chánh pháp. Lợi lạc khôn sanh, phổ độ chúng sanh nương theo chánh pháp. Lợi lạc khôn sanh.
chân trần gian lâu kể gì vinh hoa, tiếng lạy Thế Tôn lập nên đi đoàn. Phật đài Trang Nghiêm con trở về đây, ơn đức tổ ni còn mãi lưu truyền, đức kiều đám di khai đạo huyền vi, tiếp nối nguyện xưa chúng con xin giữ gìn. Cho con dâng đến tâm hương, gửi theo mây bay tới chân như, xin cho con được về nương tựa, đức hạnh thâm sâu còn mãi vọng vang. Hạnh phúc sao khi có tổ ni, người cho con chân lý là đây, tòa khắp thinh không vang tiếng nhiệm màu, để tâm con không còn lạc lối. Dạng người chân tâm ba cõi mười phương, nguyện nói theo vương đức tổ ni, nguyện một lòng phục sự tha nhân, ghi khắc thâm ân mãi mãi không phai. Nguyện một lòng phục sự tha nhân, ghi khắc thâm ân mãi mãi không phai. Tôn đức. Kính thưa quý vị Phật tử, lời nói đầu tiên cho phép Trung Bảo Như thay mặt cho các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Nghệ thuật Bước Chân Hai Thế Hệ xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đã có mặt tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Trong đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư Tôn Đức Ni Tiền Bối Hữu Công Phật Giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, các nghệ sĩ trong Trung tâm Bước Chân Hai Thế Hệ rất vui và vinh dự khi được có mặt trong đại lễ tưởng niệm đầy ý nghĩa này, và cũng là một dịp để các nghệ sĩ chúng tôi được gặp gỡ quý khán giả tại Cần Thơ thân thương. Và trước khi bắt đầu chương trình, cho phép Trung Bảo Như xin được chúc cho tất cả quý vị ở đây thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và luôn bình an trong cuộc sống. Và mở đầu chương trình, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đời Là Vô Thường, sáng tác Dương Đình Trí, qua phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Quốc Thái, diễn viên điện ảnh Trí Quang, ca sĩ Dương Đình Trí cùng với phần minh họa của vũ đoàn Lily. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ.
người sinh ra ở đời. Bao nhiêu năm dù cuộc đời đầy đau khổ, nhưng xin giữ cho trọn tâm thiền lành từ bi hơi người. Con người trên trần thế định mệnh đâu ai biết được, dạo nghèo gắn sang thấm hèn, cho những duyên nghiệp mình làm từ kiếp. Gieo chi ai cũng sẽ gặn lại những gì mà ta đã cho. Sân si với tham đam mà chi, kiếp sống này đâu có ai được. Bởi khi nào vô thương sẽ chợt đến nào ai hay, có không không lại con chẳng ai ngờ. Tâm thần xinh dẹp như đừng tạo chi thêm ác nghiệp, rèn luyện tu tâm sơ mình, mãi sau ai cùng một lần lìa như thế. Tâm ta sẽ an nhàn tâm tự tại về nơi chúng xa, mãi sau ai cùng một lần lìa như thế. Tâm ta sẽ an nhàn tâm tự tại về nơi chúng xa, mãi sau ai cùng một lần lìa như thế. Tâm ta sẽ an nhàn tâm tự tại về nơi chốn xa. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Quốc Thái, diễn viên điện ảnh Trí Quang và ca sĩ Dương Đình Trí và vũ đoàn Lily. Quý vị cho một tràng pháo tay được không ạ? Xin cảm ơn. Qua ca khúc Con Đò sáng tác Sư Tuệ Đức. Cú vượt qua bến mê phá nhiều thuyền bát nhã, phá lòng thuyền chuyên chở hành lữ hành qua sông. Tăng là người lái đò, nắm vững tay chèo để không bị lệch hướng. Thuyền trôi nước vẫn trôi theo dòng, người lái đò vẫn kiên nhẫn đưa sông sông sớm chiều. Nhưng người khác vẫn mãi mê trên bước đường, chưa biết muôn thuyền từ để qua bờ. Giờ ngày cũng mang xa dù toàn ngọn lửa nhân gian, để thôi chậm vui qua buổi dài quan. Có không không bát nhã còn lòng, chuông con kinh hồn là vòng đò lớn. Từ bao vĩnh trần vượt qua sông mê, yeah.
ca sĩ Diễm Phương. Kính thưa quý vị, trong trung tâm bức tranh hát thế hệ có rất nhiều gương mặt nghệ sĩ được quý vị khán giả yêu mến. Và ngày hôm nay, đặc biệt tại vùng đất Cần Thơ này, Trương Hữu Như xin được giới thiệu đến quý vị một gương mặt ca sĩ, một gương mặt hot boy mà phải nói là Trương Hữu Như cũng rất là ngưỡng mộ, bởi vì em ấy có một gương mặt rất là đẹp trai, mà chẳng những hát hay, nhảy đẹp mà còn được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến, và đặc biệt hơn nữa là một người con của vùng đất Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu ca khúc Niềm An Vui, sáng tác Vũ Ngọc Toản, và cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào nam ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa cùng với phần minh họa của đoàn Lily. Trở về mờ dạng an vui, quyến quay trở về mờ dạng an vui.
trở về mở dạng an vui, nguyện quay trở về mở dạng an vui. Dạ, anh Hướng Nghĩa xin cảm ơn các quý thầy, các quý sư cô và tất cả đại gia đình quê hương miền Tây Hướng Nghĩa. Xin chúc tất cả luôn có thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Và xin cảm ơn gia đình nhỏ Hướng Nghĩa nha. Xin cảm ơn mẹ, xin cảm ơn cô ba, dì Linh và Kiều Cố Vấn và con Cà Rót nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến ủng hộ con. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Dương Hướng Nghĩa. Ở phía trong thì Trâm Bảo Như nghe rất nhiều bạn thuộc ca khúc Niềm An Vui này cũng đã là một điều rất rất là ý nghĩa ạ. Và ca khúc này thì cũng đã được Trung tâm Bức Tranh Hai Thế Hệ phát hành trên kênh YouTube, nếu như quý vị yêu mến có thể sát nghe và ủng hộ thêm ạ. Và quý vị ơi, ngay bây giờ đây Trung Bảo Như xin được giới thiệu một lần nữa với một gương mặt diễn viên điện ảnh mà Trung Bảo Như vô cùng yêu mến. Và chắc chắn quý vị ở đây rất rất yêu mến anh với những bộ phim anh đã thể hiện. Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên điện ảnh Trí Quang. Quý vị thấy sao ạ? Có đẹp không ạ? Dạ, kính bạch sư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị Phật tử. Ngày hôm nay là đầu tiên mà Trí Quang được đứng ở trên sân khấu của đại tràng này. Dạ, và không cùng cảm ơn là bên đạo tràng của Phương Nam, thì chị Phương Nam đã nhân duyên để cho Trí Quang được về đây. Thật sự thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc ạ. Và đó là Trung Bảo Như cũng là lần đầu tiên được đến với Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và được thấy sự hiện diện đầy đủ của tất cả quý vị khán giả tại Cần Thơ, thì Trung Bảo Như rất rất là vui. Chắc hẳn tâm trạng của anh Quang bây giờ là nóng nức lắm, muốn hát để phục vụ cho quý vị khán giả đúng không ạ? Dạ. Bây giờ anh hát mấy bài nè. Dạ, tại chương trình này còn rất là nhiều nghệ sĩ nữa, cho nên là Trí Quang chị sẽ chỉ hát một bài nữa thôi rồi chia tay với tất cả quý vị. Thú thật với quý vị là Trí Quang đã đến chùa này rất là nhiều lần rồi, và chỉ tới lễ Phật và đi vòng vòng tham quan bên ngoài, và ngày hôm nay thì lại được đứng đây với tư cách là một ca sĩ, trong khi mình là diễn viên đóng phim thôi, mà hôm nay mình lại đứng đây được hát để cho cúng dường cho tất cả quý vị Phật tử cùng toàn thể tăng ni, đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Và không biết nói gì hơn, kính chúc cho tất cả quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Vâng ạ, và diễn viên Trí Quang sẽ gửi đến cho tất cả quý vị ở đây nhạc phẩm Kiếp Luân Hồi Sáng Tác Cẩn Tâm. Dạ, xin mời quý vị cùng nghe ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
sạch lưng hồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị vào một chương trình khác. Chúc cho tất cả quý vị thật nhiều an lạc, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và gặp được nhiều may mắn. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn ca khúc rất ý nghĩa của diễn viên Điện ảnh Trí Quang. Quý vị thân mến, hôm nay quý vị có vui không ạ? Có nhiều muốn nghe từ hơn, quý vị có vui không ạ? Vậy bây giờ cho phép Trương Bảo Như hỏi quý vị cùng đồng thanh trả lời nè. Quý vị đã đọc poster ngày hôm nay có những nghệ sĩ nào trong trung tâm Phúc Trương hay thế hệ, quý vị có nhớ không ạ? Dạ, quý vị đọc dùm cho Trương Bảo Như nghe được không ạ? Đầu tiên là có ai ạ? À, nghệ sĩ Nhân Dân Lệ Thủy rồi, ai nữa ạ? Ca sĩ Dương Đình Trí, còn ai nữa không ạ? Cô Giao Lên, đúng rồi ạ, còn nữa ạ? Bây giờ chúng ta điểm danh những ai chưa lên sân khấu đi, cho mình dễ nhớ nha. Bây giờ còn những ca sĩ, nghệ sĩ nào chưa lên sân khấu nè? Quỳnh Trang, ai nữa ạ? Cô Lệ Thủy, cô Giao Lân, rồi còn ai nữa ạ? À, ai diễn viên Điện ảnh Thanh Đức? Còn ai nữa ạ? À, đúng rồi, nghệ sĩ Kim Tiểu Long, đúng rồi, quý vị có trí nhớ rất là tốt luôn. Còn ai nữa không ạ? Ca sĩ Thi Nhung, đúng rồi, rất rất nhiều những gương mặt mà quý vị yêu mến và hy vọng rằng tối hôm nay chúng ta sẽ có một đêm thưởng thức nghệ thuật thật vui. Và quý vị ơi, cho thêm nghệ sĩ chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn để cung cấp cho chúng tôi một nguồn năng lượng được không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất rất là nhiều. Rồi, bên đây là fan của ca sĩ Quỳnh Trang đây ạ. Và nối tiếp chương trình, quý vị thân mến, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Thương Màu Áo Lam, sáng tác Vũ Ngọc Toản, qua tiếng hát của một người anh mà Trương Bảo Như và tất cả các nghệ sĩ trong trung tâm Bước Chân Hai Thế Hệ thường gọi bằng hai chữ thân thương là anh ba. Quý vị biết ai không ạ? Anh ba là anh ba Dương Đình Trí. Nghệ sĩ thì ai cũng muốn hát nhiều hết, nhưng mà tại vì dạ tăng cười đi con. Dạ, nhưng mà tại vì hôm nay chương trình là còn nhiều bài hay lắm, chương trình là hát về Phật giáo cho nên là bài hát nào cũng phải chọn lựa rất là kỹ càng. Chỉ mong quý vị đừng có bỏ về sớm thì tội nghiệp những người hát phía sau lắm, cho nên quý vị nhớ ở lại con tới cuối chương trình được không ạ?
Dạ, vỗ tay lớn lên nha. Quý vị không lớn nữa nha. Tại vì quý vị bỏ về là lần sau là không, nghệ sĩ không có chuyện xuống hát nữa, là kêu xuống hát khó lắm luôn á. Dạ, cảm ơn bà con rất nhiều và xin nhiều sân khấu lại. Dạ, dạ một tràng hoa tay gửi cho nam ca sĩ Dương Đình Trí thưa quý vị. Dạ. À, chương trình này chỉ hơn tiếng thôi nên là mỗi ca sĩ và nghệ sĩ chỉ hát bài thôi, mong quý vị thông cảm nha. Bởi vì tí xíu chúng ta còn có những nghi lễ tiếp theo tại Điện Việt Trung Tâm Phương Nam nữa. Một lần nữa xin được chào đón tất cả quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử. Chúng ta đang cùng đến với chương trình đặc biệt đại lễ tưởng niệm ngày hôm nay tại Điện Việt Trung Tâm Phương Nam của chúng ta, với một bài chương trình vô cùng ý nghĩa gửi đến tất cả quý vị với những ca khúc về quê hương đất nước, về Phật giáo, về con người, với những ca khúc thật yêu thương và đầy ý nghĩa gửi đến tất cả quý Phật tử và quý thầy, quý sư cô trong buổi tối ngày hôm nay. À, quý vị nào muốn chụp hình với anh Trí thì vui lòng chúng ta di chuyển vào bên trong hậu trường nha. Dạ, cảm ơn các sư rất nhiều và nếu mà có gì sơ sót thì mình muốn gì bỏ qua nhưng mà xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, một tràng tay cho chú Đình Trí ạ. Tí xíu nữa hình như có tiết mục cuối cùng anh Trí sẽ quay trở lại để gửi tặng quý vị một ca khúc thật ý nghĩa nữa, quý vị nhớ ở lại để xem hết chương trình đặc biệt ngày hôm nay nha. Cảm ơn quý vị thật sự rất nhiều. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay đang được quay hình và truyền trực tiếp trên các trang mạng, đó là khán giả và Phật tử ở khắp nơi có thể xem chương trình đặc biệt này. À, quý vị ở nhà có thể xem và trực tiếp trên điện thoại của mình nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ tiếp nối chương trình, cảm ơn mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiếng hát rất ngọt ngào của một cô ca sĩ, một nữ nghệ sĩ rất duyên dáng đã tham gia quay hình chỉ bài số của bức tranh thế hệ trong thời gian gần đây, nhưng mà mỗi cuốn quay hình, mỗi những tiết mục của cô nàng này luôn luôn dành những tình cảm yêu mến của quý vị khán giả. Ngày hôm nay đến với chương trình đặc biệt này, cô nghệ sĩ này sẽ gửi đến quý vị một bài sáng tác của nhạc sĩ Hàn Châu, ca khúc Lời Sám Hối. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiếng hát ngọt ngào của quán quân của chương trình Trong Năm Ánh Việt, nữ ca sĩ nghệ sĩ Thi Nhung. Một tràng hoa tay dành tặng Thi Nhung ạ. Dạ, lời đầu tiên Thi Nhung xin kính chào quý chư tăng của nghệ Phật tử và chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, con hạnh phúc quá. Những tràng pháo tay cũng như lũ nụ cười của quý chư tăng, quý vị Phật tử đó là một cái món quà rất là lớn dành cho Thi Nhung. Thi Nhung xin một lần nữa cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Hãy subscribe.
ngày niệm quan thế âm, bao nhiêu mê đắm tư phiền buồn chán tan mau. Ngài là đấng ân sinh tươi làm tan bão giá ai ơi, lòng con phơi phới sẽ chia khắp nơi niềm vui. Ai ơi xin nhớ đến ngày niệm quan thế âm, bao nhiêu mê đắm chẳng tan mau. Ngài là đấng ân sinh tươi làm tan bão giá ai ơi, lòng con phơi phới sẽ chia khắp nơi niềm vui. Ngài là đấng ân sinh tươi làm tan bão giá ai ơi, lòng con phơi phới sẽ chia khắp nơi. Phép cảm ơn mẹ Đàn Thủy của anh Ba Dương Đàn Trí và tất cả các anh chị gia đình Bước Chân Hai Thế Hệ đã cho Thiên Nhung có cơ duyên về đây để gửi tiếng hát của mình đến cho quý chúng ta cũng như là tất cả những Phật tử. Thiên Nhung xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ạ. Dạ, ông cho hóa tay gửi cho nữ nghệ sĩ Thiên Nhung bán quân chương trình Trăm Năm Ẩm Vi, được quý vị yêu mến, một cô đạo trẻ của sân khấu cải lương được khán giả chú ý trong thời gian gần đây. Cảm ơn quý vị Phật tử rất nhiều. Và tiết mục tiếp theo là nhóm múa lên thì ổn định xong thì nhạc mới mở các bạn nhé, nên là chúng ta chú ý dùng nha. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những bài hát viết về Phật giáo mà tôi nghĩ rằng quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử đều yêu mến và thuộc bài hát này. Đây là một bài hát viết về Phật giáo nổi tiếng của tác giả Trúc Linh, ca khúc Mẹ Từ Bi. Bài hát này xin mời quý vị sẽ cùng hát theo và cùng gặp gỡ với thiên thần Bolero, tiếng hát ngọt ngào, nữ ca sĩ Quỳnh Trang cùng với vũ đoàn Lily. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch cha Tôn Đức Tăng Ni. Con tên là Quỳnh Trang, xin gửi đến quý cha Tôn Đức Tăng Ni, quý vị Phật tử và toàn thể quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Yeah.
lại lắng nghe. Xin cảm ơn vũ đoàn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn phần minh họa của đoàn Lily và xin cảm ơn tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Quý vị thân mến, nữ ca sĩ Quỳnh Trang là một gương mặt mới trong những số gần đây của trung tâm Bước Chân Hai Thế Hệ, và đặc biệt là cô đã kết hợp cùng với lại ca sĩ Dương Đình Trí ra những sản phẩm solo ca và được quý vị khán giả đón nhận. Và quý vị ơi, trong chương trình lần này thì đôi song ca vô cùng ăn ý này sẽ có một món quà bất ngờ vào cuối chương trình, cho nên quý vị hãy cùng nán lại đến cuối chương trình để chào đón món quà bất ngờ này nhé. Và ngay sau đây trên sân khấu, xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào sự xuất hiện của một danh ca. Một danh ca đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng quý vị khán giả trong nhiều năm qua, qua ca khúc Quê Hương và Mẹ Hiền sáng tác Đắc Quyên. Xin chào một vài pháo tay thật lớn để đón chào danh ca Giao Linh. Giao Linh trước hết xin được kính chào quý khán giả thân mến, và xin được gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Và sau đây là nhạc phẩm Quê Hương và Mẹ Hiền, cho nên mời quý vị cùng nghe, cùng thưởng thức. Xin cảm ơn. Mặt ướt mẹ
Cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều thập niên đã dành cho Giao Linh. Và một lần nữa Giao Linh sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để hát thật nhiều cho quý vị nghe. Và trong chương trình Tia Hai Thế Hệ và của Đình Tý, một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Thank you. Tuyệt vời, hát hay quá của Đình Linh. Cảm ơn của Linh nhiều ạ. Đến với chương trình ngày hôm nay, đến với Thiền Viện Phúc Lâm Phương Nam, và gửi đến cho tất cả quý thầy, quý sư cô và Phật tử khắp nơi của chúng ta một bài hát vô cùng ý nghĩa và rất hay, rất tuyệt vời vừa rồi. Cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành tặng cho nữ hoàng sầu muộn, nữ danh ca Giao Linh. Vì chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng không có nhiều thời gian, nên là các nghệ sĩ, các ca sĩ chỉ mỗi người hát một bài thôi, mong quý vị thông cảm nha. Nếu quý vị nhớ xem hết chương trình đặc biệt tối nay, vẫn còn có những tiết mục đặc biệt phía sau nữa, quý vị nhớ xem hết luôn nha. Dạ, ngay bây giờ thì Tấn Hưng mời tất cả quý thầy, quý sư cô và phật tử của chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một trong những nữ diễn viên, nữ nghệ sĩ đẹp nhất của Trung tâm Quốc gia Thế Hệ và cũng là một ngọc nữ của làng điện ảnh Việt Nam, trong một bài hát của Ngọc Huyền Châu, ca khúc Tạ Ơn Từ Phụ. Bài hát này của diễn viên này đã quay hình cho Quốc gia Thế Hệ rồi và cũng được rất nhiều khán giả yêu thích và lượt xem rất cao luôn. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Tạ Ơn Từ Phụ và phần minh họa của đoàn Lily, tiếng hát của người đẹp Dương Cẩm Linh. Gặp ngài, ngài đã cứu nguy cho em.
đời nào. Đồng con đây xin bao vui mừng gặp ngài, ngài đã vui cùng quyền cho đời con. Cảm ơn sự xuất hiện rất kiều diễm, rất ngọt ngào của diễn viên điện ảnh Vô Cẩm Linh ạ. Có thể thấy chị có đẹp không ạ? Trông cho mọi người nhìn hoài mà không chán không chị quý vị ạ? Dạ, đầu tiên thì con xin kính mời quý Thế Tôn với lại quý Ni Sư, quý Phật tử và tất cả bà con tại Cần Thơ. Ngày hôm nay thì lần đầu tiên con được gieo duyên đến với lại Thiền viện Trúc Lâm và được dâng lời ca tiếng hát đến đạo tràng cũng như là đến quý Phật tử trong một cái dịp kỷ niệm rất là đặc biệt. Trong ngày hôm nay thì con cũng không biết nói gì hơn, xin kính chúc quý Ni Sư có một thật là nhiều sức khỏe và luôn bình an lạc. Dạ, con cũng xin chúc cho tất cả quý bà con Phật tử luôn có được thật nhiều sức khỏe bình an và hy vọng là con có duyên được đến đây một lần nữa. Dạ, con xin chào. Xin cảm ơn những lời chia sẻ và lời chúc thật là đáng quý của diễn viên điện ảnh Dương Cẩm Linh. Và quý vị ơi, ngay tại đây thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc viết về chùa thật ý nghĩa, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Linh, ca khúc Chùa Tôi. Quý vị ơi, qua phần biểu diễn của một nữ nghệ sĩ với giọng ca rất ngọt ngào và cô từ hải ngoại trở về Việt Nam, xin thân hoan chào đón tiếng hát đầy nội lực của ca sĩ Ngọc Liên. Chị em cho em tí ánh sáng đi ạ. Chưa hát. Dạ, ngày hôm nay là, kính thưa quý vị, rất là nhiều nghệ sĩ lần đầu tiên đến với Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Và tất nhiên trước khi hát thì chúng tôi luôn muốn có những đôi lời để chia sẻ đến quý vị. Bởi vì không dễ gì có một dịp đến với quý vị khán giả Cần Thơ. Tất nhiên là chúng tôi đã lưu diễn tại nhiều nơi nhiều, nhưng mà ngày hôm nay tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam đã được quý chùa đón nghệ sĩ Trung tâm Bức Tranh Hai Thế Hệ trong một cái không gian thật chỉnh chu như thế này, thật hoành tráng như thế này, và đặc biệt là có thật đông sự hiện diện của quý Phật tử. Đó là một niềm vinh hạnh rất lớn cho tất cả nghệ sĩ chúng tôi, và đặc biệt là ca sĩ Ngọc Liên ạ. Chị có thể chia sẻ thêm được không ạ? Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Liên gửi đến lời chào thân thương đến quý thầy, quý sư cô cũng như quý vị Phật tử ở đây. Lời chào trân trọng nhất là xin cảm ơn điện như là Liên cũng hát ở chùa nhiều ở Cần Thơ rồi, nhưng mà như lần đầu tiên Liên mới đến đây và thực sự là cũng rất vui và bất ngờ, bởi vì hôm nay quý vị khán giả đây rất là đông và đã làm cho anh chị em nghệ sĩ có một cái động lực và cảm thấy vui khi mà đứng ở đây hát. Dạ quý vị ơi, có thể cho phép ngày hôm nay đi ăn một chút bật mí thêm một chút. Ngoài công việc ca hát thì chị đây là một người vợ, người mẹ rất đảm đang, nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây là phu quân của chị là đạo diễn Hoàng Tú Cường, và hiện nay một bộ phim điện ảnh đang trong mắt quý vị thân mến, đó là bộ phim Sáng Đèn ạ. Quý vị có nghe tên của bộ phim này chưa ạ? Và xin trân trọng giới thiệu thêm một vai trò mới, một vai trò mà tất nhiên đối với chúng như đã biết rồi nhưng nhiều quý vị ở đây chưa biết, đó là phu nhân của đạo diễn Hoàng Tú Cường, đây là ca sĩ Ngọc Liên luôn ạ. Và nếu quý vị yêu mến ca sĩ Ngọc Liên thì hãy ủng hộ thêm một sản phẩm mới của ông xã được không ạ? Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Và ngay bây giờ trên sân khấu, ca sĩ Ngọc Liên sẽ giới thiệu và tiếng hát của mình với ca khúc Chùa Tôi với phần minh họa của vũ đoàn Lily. Đừng muốn đợi người lại đi, quán thế âm ôn bồ tát. Nam mô đại từ đại bi, quán thế âm bồ tát. You
tôi như đóa sen vươn lên trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây ngào lắm xeo. Chùa tôi lấp lánh dưới nắng chiều rơi. Đầu tiên thì nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Quốc Thái đã có một màn kết hợp cùng với lại diễn viên điện ảnh Trí Quang và ca sĩ Dương Đình Trí. Và ngay bây giờ đây thì là sẽ là một tiết mục chỉ một mình anh biểu diễn thôi. Anh có thể giới thiệu đến cho quý vị Phật tử ở đây biết là anh sẽ hát ca khúc gì không ạ? Dạ, trước khi giới thiệu bài hát thì Quốc Thái nói vui một chút là gặp bà con ở dưới thường hỏi Quốc Thái là trên phim đóng vai ác không? Không biết ở ngoài có ác không vậy? Hỏi không biết trả lời sao luôn nhưng mà em trả lời nhớ chưa bao nhiêu trả lời. Quý vị biết không, tại sao Trương Bảo Như dành câu trả lời là bởi vì là một người em trong trung tâm Bước Chân Hai Thế Hệ. Phải nói là khi vào trong trung tâm Bước Chân Hai Thế Hệ, Trương Bảo Như có dịp may mắn được gặp những nghệ sĩ, những diễn viên điện ảnh mà mình vô cùng yêu mến, bởi vì mình cũng là một fan của phim Việt Nam. Và khi mình xem anh Trương Bảo Quốc Thái từ bộ phim Đồng Tiền Xương Máu nè, rồi đến bộ phim Hương Phù Sa thì đã vô cùng yêu quý anh và được may mắn làm việc với anh. Ngoài làm việc trên sân khấu thì ở ngoài đời mấy anh em còn hay đi ăn uống cà phê tụ tập với nhau. Thì phải nói đây là một người anh rất dễ thương quý vị ạ. Dễ thương về cái sự điềm đạm, cái sự vui vẻ. Rồi đặc biệt một điều nữa, trong nhóm Bước Chân Hai Thế Hệ mà nếu như mọi người có một chút hữu sự gì, chỉ cần là người anh ai lên tiếng hô hào một cái là anh xung phong giúp đỡ ngay. Ngay và luôn, không bao giờ từ chối và ủng hộ rất nhiệt tình nữa. Kính thưa đại gia. Dạ, xin cảm ơn Bảo Như rất nhiều. Và lời Bảo Như chứng tỏ là quý vị ơi, đóng phim là chuyện đóng phim thôi. Cái người ở ngoài đời ấy, họ không giống gì hết. Nên đừng có nghĩ Quốc Thái ác nha. Dạ, ở ngoài hiền, y chang trên sân khấu nè quý vị ơi. Dạ, bây giờ Quốc Thái xin trình bày bài hát rất quen thuộc, Cát Bụi Cuộc Đời. Mời quý vị cùng. Và quý vị cho một tràng hớt tay thật lớn cho tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Quốc Thái. Cảm ơn Bảo Như. Ngày vàng thất lời, kiếp sống nhân sinh chỉ là cõi vàng trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai sang khó, mai xa khiến con người về bên cát bụi thì cũng đều bụi tay trắng. Người ta phù du
cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng người vì hình người sẽ vui qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi vì gì quan tình đến cơn đời như quán mơn đường mất. Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu? Cuộc đời là bao thấy bên thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai đi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng vô buồn, chẳng nuối tiếc buồn tình trên thế gian nơi chân. Sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Thúy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Lê Thúy xin trân trọng kính chào quý sư thầy, quý sư cô. Lê Thúy xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì bài học đầu tiên Lê Thúy sẽ ca một bài vọng cổ của Đại Đức Thích Minh Giới. Đó là bài Quan Âm Cứu Khổ. Xin mời quý vị cùng thử. Hòa quyện theo làng hói hương y thuốc chúng con thầy.
thành tâm phổ phục giới dân. Dạ cảm ơn. Trời ơi nghe quá đẹp mừng quá. Dạ bây giờ thì Lệ Thủy xin hát một bài nữa. Bài hát này thì của tác giả Dương Đình Trí. Đó là bài Áo Mộng Phù Du. Xin lỗi chị sư thầy rất là nhiều. Bây giờ thì Lệ Thủy xin tạm biệt. Mong một dịp khác nếu mà có duyên thì con sẽ về về các trường của sư cô nè. Sư cô con sẽ phục vụ rất là nhiều nữa. Bây giờ con xin tạm biệt và chúc quý cô được nhiều sức khỏe, dạo sự an lành. Hẹn ngày gặp lại. Vâng ạ, con xin cảm ơn giọng hát của mẹ Lệ Thủy ạ. Quý vị ơi, 76 tuổi rồi mà quá trẻ đẹp phải không ạ? Vâng ạ, xin cho nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy của chúng ta thêm một tràng pháo tay lần nữa ạ. Kính thưa quý vị, hồi nãy giờ thì hầu như là rất nhiều nghệ sĩ trong trung tâm bước chân hai thế hệ đã xuất hiện rồi. Ngay tại đây thì Trương Bảo Như xin muốn được trân trọng giới thiệu đến một nam diễn viên điện ảnh. Còn ai chưa xuất hiện ạ? Nói lớn được không ạ? Dạ, ai đã xem phim Lật Mặt 6 Tấm Vé Định Mệnh rồi ạ? Vâng ạ, quý vị đã đoán được ai không ạ? Có to lên được không ạ? Vâng ạ, diễn viên điện ảnh Thanh Đức. Dạ, lời đầu tiên cho Thanh Thức xin được gửi lời chào đến quý sư cô, quý vị Phật tử đây là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Mọi người có xem phim Lật Mặt 6 hết chưa? Vậy thì ai chưa xem thì đón xem Lật Mặt 7 có được không? Vậy là anh Thanh Thức thân mến, Lật Mặt 7 anh có tham gia không mẹ? Chắc chắn là có rồi, nhưng mà sẽ một vai rất đặc biệt, mong là mọi người sẽ đón nhận đi xem phim để biết được cái thể loại vai này mới và dễ thương thế nào. Thanh Thức không giống như Lật Mặt 6 đâu, nó sẽ đặc biệt hơn nhiều. Vậy thì anh có thể cho quý khán giả được biết là phim sẽ ra mắt vào thời điểm nào được không?
ngày dịp 30 tháng 4, chính xác là ngày 26 tháng 4 sẽ công chiếu được toàn quốc. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì đến với quý khán giả, quý Phật tử của Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thì không biết ca sĩ Thanh Thức của chúng ta sẽ gửi đến cho quý vị ở đây các khúc gì ạ? Lần đầu tiên Thanh Thức được đến với Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, cũng là một cái duyên được cùng với tất cả anh em trong Bước Chân Hai Thế Hệ, được cả Đình Trí, được nghe Thủy yêu mến, cùng lần nào cũng có chương trình cũng cùng đi chung thế này, thì Thanh Thức rất là vui, mặc dù giờ này đang bận, nhưng mà mong những dịp sắp tới thì sẽ đồng hành tiếp tục với Bước Chân Hai Thế Hệ với anh Thủy, với anh Trí, mẹ Thủy, với tất cả anh em trong Bước Chân Hai Thế Hệ. Mong rằng mọi người luôn yêu thương anh em nghệ sĩ có được không ạ? Dạ, đến chương trình hôm nay thì Thanh Thức sẽ gửi tặng cho dịp Phật tử cũng như quý sư cô và nhà phòng đồng bản thân Lại Phật qua đây xin dịp cùng lắng nghe. Xin chào một trạng hướng này, và tiếng hát của diễn viên ạ, Thanh Thức. Đời
tất cả vị sư cô cũng như vị Phật tử ở đây. Thành thức mong rằng mọi người yêu mến Túc Trăng Hai Thế Hệ nhiều hơn, và những ca sĩ tiếp theo của chương trình sẽ mang đến cho mọi người những ca khúc dễ thương và về Phật. Mong rằng mọi người sẽ thưởng thức hết chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả. Dạ, cho hỏi tay gửi cho tay đẹp sư mẫu ca sĩ Nguyễn Hạnh Thanh Thức. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cái tình cảm của quý vị dành tặng cho Thanh Thức nha. Nhớ đón xem Lật Mặt 7 Thanh Thức là đóng sẽ được chiếu trong tháng 4 này quý vị nha. Và ngay bây giờ thêm một trai đẹp nữa xuất hiện trong chương trình tối nay, và cũng là một nghệ sĩ khách mời đặc biệt tại chương trình ý nghĩa tại Thiền viện Trung Lập Phương Nam của chúng ta. Một quý vị hướng mắt về sân khấu và cùng chào đón ngôi sao sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, lần đầu tiên con xin kính chúc cho quý thầy, quý cô và quý Phật tử lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thứ nhất là chúc thật là nhiều sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. A Di Đà Phật. Không biết là bà cô của con xuống tới nhà máy dưới chưa nữa hả? Thôi thì mình cứ giới thiệu bài đại nhạc phát tới đâu thì mình hát tới đó. Lâm sẽ gửi đến ba câu dụng cụ bài hát được mang tên Hướng Về Ánh Đạo. Đã lâu lắm rồi con lang thang trên trần thế kiếp nhân sinh, con chìm đắm mãi mê. Nay hướng về ánh sáng từ sen, con cúi đầu đảnh lễ. Đấng Thế Tôn đã đem ánh sáng từ bi soi sáng muôn loài. Ngài đã ban vui cho kiếp sống gọi hồng trần. Đã lâu lắm rồi con cứ mãi chìm trong ngộ dục, cứ đam mê trong kiếp sống trần. Vì những nơi đây đã
làm cho con quá mây mờ. Cùng nơi đây là cho con thức tỉnh tâm hồn, con giác ngộ đời là sắc sắc đấu đấu. Giờ phải xa chồng, mẹ phải xa con, lục vô thường có hồn có tan, tròn căm quyết trò đời như giấc mộng. Và đây con thật sự là con Phật, giác ngộ được lý chân giải thoát mọi ưu phiền. Con xin quy y theo đấng đại từ cao thâm, Tiểu Long ạ. Hay quá Long ơi, hát rất hay luôn. Cảm ơn Long, cảm ơn những trò hôm nay cùng quý vị. Chúng ta vẫn còn tiết mục đặc biệt nữa nha, quý vị nhớ xem luôn tiết mục này nha. Quý vị thân mến, như hồi nãy Trương Bảo Nhung nói, ở cuối chương trình thì sẽ có một tiết mục đặc biệt với một cặp đôi đã tạo được ấn tượng trong lòng quý vị khán giả. Đó là một tiết mục song ca của Bắc Hưng và Trương Bảo Nhung ạ. Ai nghe? Dạ, em nói đúng rồi ạ. Quý vị đón ai ạ? Ai ạ? Dạ đúng rồi, mời quý vị cùng chào đón Chí Thịnh Trí và Quỳnh Trang. Cảm ơn một minh họa của bộ đoàn Lily qua ca khúc Thương Hoài miền Tây sáng tác Chí Thịnh Trí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã khép lại chương trình đặc biệt ý nghĩa trong buổi tối ngày hôm nay. Tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Đông chúng ta rồi ạ. Một trảo tay cho tất cả nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Dạ, xin cảm ơn quý các sư, các thầy, các sư cô cũng như tất cả bà con miền Tây chúng ta. Và hy vọng là sẽ có dịp gia đình Bước Chân Hai Thế Hệ sẽ được trở về để phục vụ văn nghệ cho bà con nữa ạ. Xin cảm ơn rất nhiều và xin một chút nước ngủ ngon thật nhiều ạ. Dạ, mọi người gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã hôm nay rất nhiều ạ. Chúc mọi người về tổng độ bình an và ngủ thật ngon.